để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ngày 18 tháng 8, ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động thêm trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Dã chiến số 14 và Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Dã chiến số 14 do Bệnh viện Trung ương Huế phụ trách với hơn 300 nhân viên y tế đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Gia Liễu Quy Hòa Quy Nhơn, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới. Đặt tại số 2, đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, trung tâm được chia làm 4 phân khu gồm khu bệnh nặng nguy kịch, bệnh nặng, thoát hồi sức và chuẩn bị ra viện. Với hơn 500 giường bệnh hiện có tại trung tâm, có thể nâng lên tối đa 600 giường khi cần. Trung tâm được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy thở chức năng cao, máy monitor, máy sốc tim, bồn oxy. Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình có chức năng thu dung, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ nhẹ, trung bình và nặng theo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế và Sở Y tế với quy mô 1.000 giường bệnh. Trong đó, tầng 1 là 300 giường, tầng 2 là 650 giường, tầng 3 là 50 giường theo mô hình tháp điều trị 3 tầng của Bộ Y tế. Thank you.
Dần bên luôn á. Cái này là bình hút đầy thôi. Bình hút 3 là an toàn thôi. Còn bình to là bình lắp được ở một cái mắt bình vượt qua đi. Thế mày thử ra mày đứa. Cho cái mày thử của em con gặp đèn một tí. Con ở đây là em để mà đọc con đây. Đây là sẽ lọc cho em tí. Nhưng mà ở dưới này là không có lọc và có lọc không? Dưới có lọc không? Có cả là bị thở. Là bị thở, bị thở. Đây là lọc được, đây là cái hệ thống trong này mà nát. Bệnh nhân mà cũng phải bác sĩ thật những cái nào lọc đây em khoảng độ 20 ngày là phải có một cái. Cho làm một số cái hạng mục vệ sinh sạch sẽ xong thì khoảng 10 giờ, 10 giờ em sẽ có lọc đồng. Cho anh tổng ngay đầu là một chút lần, ngày thứ 3 là bắt đầu qua ngày thứ 2, thứ 3 là bệnh con. Đó là ngày em còn cách sơ. Mình. Đây là con robot.